Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube đặc sản miền Tây Vlog. Hôm nay Di sẽ tiếp tục làm clip là trả lời cho tất cả các bạn những thắc mắc về bảo hiểm xã hội trong suốt thời gian qua. Thì đây là cái vấn đề mà hầu như các bạn được quan tâm nhiều nhất. Và cũng có rất là nhiều bạn đã hỏi, nhưng mà Di cũng đã giải thích rồi, chắc là có nhiều bạn là không hiểu về cái bảo hiểm xã hội như thế nào. Thì trước khi đi vào cái vấn đề là bảo hiểm xã hội á, là cái điều trọng yếu nhất là hôm nay Di nói với các bạn, đó là mình nghỉ cái công ty cũ mà công ty cũ không chốt bảo hiểm xã hội cho mình, thì mình có là sang công ty mới mình có tiếp tục là đóng cái bảo hiểm xã hội được hay không. Thì trước khi đi vào cái trọng tâm chính của cái vấn đề hôm nay, thì Di xin nhắc lại là cái bảo hiểm xã hội từ lúc mình chấm dứt hợp đồng lao động với công ty là 1 năm là 12 tháng nha mấy bạn. Thí dụ là ngày hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2020, thì sau đó 27 tháng 2 năm 2021 trở đi là mấy bạn là mới đủ điều kiện để mình làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Trước lúc mà mình nghỉ công ty thì trong vòng 7 ngày là công ty với mình á, là phải có trách nhiệm là giữa hai bên, người sử dụng lao động với người lao động, là phải có trách nhiệm là thanh toán hết toàn bộ tất cả các khoản tiền này nọ là có liên quan với nhau á, là trong vòng 7 ngày. Mà trường hợp mà nếu mà đặc biệt nhất á, là quá 30 ngày thì hai bên phải giải quyết cho nhau là thỏa thuận hết rồi sau đó bạn mới nghỉ việc. Thì trước khi mà công ty mà cho mình nghỉ việc rồi á, là công ty là phải có trách nhiệm là chốt sổ bảo hiểm lại cho mình. Thì Di cũng tóm gọn lại cho mấy bạn hiểu vậy. Thì bây giờ Di xin nói nè, là cái trọng tâm chính của ngày hôm nay là cái bảo hiểm xã hội của mình đó mấy bạn. Là sau khi bạn nghỉ việc công ty cũ rồi thì công ty cũ là có trách nhiệm là phải chốt cái sổ bảo hiểm cho bạn. Thì sau khi bạn nghỉ việc xong khoảng 1 tháng thì công ty sẽ hẹn bạn lên trên công ty, trở lại cái công ty mình đã nghỉ á, để lấy sổ bảo hiểm. Có rất là nhiều bạn là khi nghỉ việc rồi nhưng mà công ty không chốt sổ bảo hiểm, là sang công ty mới thì lại hỏi mình là có comment và nhắn tin cho mình là hỏi là em có tham gia được bảo hiểm xã hội bên công ty mới hay không. Thì xin thưa các bạn, đó là mình vẫn tham gia được cái bảo hiểm xã hội mới bên cái công ty mới, nhưng mà bắt buộc là các bạn phải là cung cấp cái mã số bảo hiểm xã hội của mình, là cái mã số bảo hiểm xã hội ở công ty cũ á mấy bạn, là mình cung cấp cái mã số đó cho công ty mới. Thì công ty mới dựa vào cái số bảo hiểm đó là sẽ tiếp tục là đóng bảo hiểm tiếp tục cho mình. Nhưng sau khi nghỉ việc rồi á, mà nghỉ việc công ty mới mà bạn muốn chốt sổ bảo hiểm thì xin thưa các bạn là công ty mới sẽ không chốt sổ bảo hiểm cho các bạn được. Tại vì là cái công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm cho bạn nên bắt buộc là cái công ty mới không thể nào chốt sổ bảo hiểm cho bạn. Trước khi mà các bạn muốn nghỉ công ty cũ thì các bạn phải liên hệ với công ty để là kêu công ty chốt lại cái sổ bảo hiểm cho mình. Thì sau đó qua cái công ty mới thì các bạn rất là dễ. Và sau này mình đã nghỉ việc công ty rồi, mình không muốn đi làm ở cơ quan doanh nghiệp hoặc là công ty nữa, thì cái chuyện mà mình lãnh bảo hiểm xã hội rất là đơn giản. Và cái điều mà Di muốn nhấn mạnh cho các bạn là trước lúc mà mình nghỉ việc á, là mình nghỉ việc ở cái công ty rồi, là công ty sẽ trả sổ bảo hiểm lại cho mình, là các bạn nên là mình kiểm tra lại cái sổ bảo hiểm của mình là ngày tháng năm sinh,
và cái số giấy chứng minh của mình là nó có trùng khớp với cái sổ bảo hiểm hay không. Còn nếu mà không trùng khớp á, các bạn nó phải là kêu công ty sửa lại cho mình liền. Sau khi nghỉ việc rồi á, các bạn mà mới kiểm tra lại hoặc là mình đi làm cái sổ mình đi làm bảo hiểm xã hội để lãnh tiền, nó không trùng khớp thì bắt buộc là mình không thể lãnh được, mình phải làm lại toàn bộ giấy tờ hết ngang mấy bạn. Lúc đó thì các bạn muốn quay trở lại cái công ty mà kêu công ty chỉnh sửa cho các bạn á, thì rất là khó. Nên hiện tại mình đang làm ở công ty thì các bạn nên là kiểm tra lại cái sổ bảo hiểm của mình với giấy chứng minh nhân dân của mình là có trùng khớp hay không. Còn thời gian mà các bạn làm thủ tục rồi á, đúng 1 năm rồi á, là các bạn làm thủ tục xong, hồ sơ mình được duyệt thì khoảng là 7 ngày là trong đó là mình sẽ có tiền chuyển khoản vào cái thẻ thẻ ngân hàng của mình, ATM đó mấy bạn. Thì hoặc là có thể là lãnh qua bên đường bưu điện, thì bưu điện thì nó lâu hơn là ở bên cái thẻ ATM của mình. Thì cứ đúng ngày, nếu mà hồ sơ được duyệt thì ở bên bảo hiểm xã hội sẽ nhắn tin qua cái số điện thoại của mình qua SMS á, là thông báo cho mình là hồ sơ mình được duyệt. Thì từ lúc mà mình nhận được cái tin nhắn đó thì khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày sau là cái số tiền nó sẽ tự động chuyển vào ở trong cái thẻ ATM của mình liền. Mình không cần phải đi ra ngoài bưu điện hay là trở lại bảo hiểm xã hội làm gì. Nếu mà trong giấy hẹn của mình á là hồ sơ vẫn chưa được duyệt mà khoảng 7 ngày hoặc là 10 bữa nửa tháng gì đó tùy vào chỗ, nên mình không thể xác định được là ngày ngày bao nhiêu, thì các bạn cứ căn cứ vào cái giấy hẹn bên bảo hiểm xã hội hẹn của mình á. Nếu mà không nhận được tin nhắn hay là nhận được bất cứ gì hết thì các bạn nên trở lại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình đã làm hồ sơ, họ trực tiếp hỏi xem là cái hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Thì những lưu ý như vậy đó, thì các bạn nên chú ý thật kỹ để tránh cái trường hợp sau này mình muốn làm cái thủ tục để mình lãnh bảo hiểm xã hội á cho nó dễ dàng hơn. Còn trường hợp mà có nhiều công ty hiện nay là đang cái mùa dịch bệnh là bị phá sản hay là sau đó không có trả sổ bảo hiểm cho công nhân, thì các bạn nên chú ý là bằng mọi cách mình phải đòi được cái sổ bảo hiểm xã hội của mình và cái giấy quyết định là mình nghỉ việc. Cái thứ nhất á, là nếu bạn không có giấy quyết định thôi việc thì bạn sẽ không lãnh được bảo hiểm thất nghiệp. Cái thứ hai, nếu mà bạn không đòi được cái sổ bảo hiểm xã hội của mình thì đó là mất đi cái quyền lợi của mình tham gia bảo hiểm xã hội trong biết bao nhiêu năm. Thì mỗi một người như vậy thì bạn tính ra đi, mỗi một công ty thì có bao nhiêu công nhân, tùy vào cái doanh nghiệp và công ty đó là cái số lượng lớn hay nhỏ, thì mỗi một người thì tầm cũng khoảng là mình đấy, thí dụ đi là mỗi một người vậy là làm tham gia bảo hiểm là khoảng 1 năm mấy, thì trong khi đó là tùy vào cái mức lương cơ bản mà mình đóng thì cũng tầm khoảng 10 mấy triệu. Mà một người 10 mấy triệu như vậy thì các bạn nhân lên cái số công nhân đi là ra bao nhiêu tiền. Đó là cái quyền lợi của mình thôi. Nên các bạn mà không lấy được sổ bảo hiểm thì bắt buộc mình phải là đòi cho bằng được cái sổ bảo hiểm và cái giấy quyết định thôi việc của mình. Còn trường hợp các bạn nghỉ ngang thì không có cái giấy quyết định thôi việc ngang mấy bạn. Còn mà công ty á không trả cái sổ bảo hiểm cho mình nữa thì các bạn là có thể liên hệ trực tiếp với bên cơ quan bảo hiểm xã hội. Thứ nhất. Thứ hai, nếu mà bên cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết cho bạn nữa thì các bạn có thể là liên hệ với phòng lao động thương binh xã hội là nơi mà các bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội. Thí dụ như là các bạn đang làm ở Bình Dương mà công ty ở Bình Dương không trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, các bạn ra bên cơ quan bảo hiểm xã hội hỏi nhưng mà cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết cho bạn, thì các bạn có thể là liên hệ với phòng lao động thương binh và xã hội.
thì nơi đó họ sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là làm thủ tục, và họ sẽ giúp bạn là đi trở lại cái công ty đó là lấy lại được cái sổ bảo hiểm xã hội. Cái đó là cái quyền lợi của mình thôi, nên các bạn là chú ý là cái điều đó để sau này mình muốn làm cái thủ tục mình lãnh bảo hiểm xã hội thì nó được là đơn giản hơn. Có nhiều bạn thì nghĩ là xong rồi bắt đầu lúc làm mình không có quan tâm tới cái bảo hiểm xã hội, thì khi đã nghỉ rồi á mà muốn lãnh bảo hiểm xã hội thì nó vướng bận nhiều cái. Cái thứ nhất là cái giấy chứng minh của mình với cái sổ bảo hiểm xã hội của mình không khớp, thì khi mình đi lãnh thì nó cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay Di xin chia sẻ cho tất cả các bạn về bảo hiểm xã hội, là khi mình nghỉ công ty cũ rồi mà công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho mình sang công ty mới thì mình vẫn tham gia được cái bảo hiểm mới, nhưng bắt buộc là các bạn phải cung cấp cái mã sổ bảo hiểm cũ của mình để công ty mới tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho mình, là vẫn đóng được nha các bạn. Thì Di xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của Di nghe tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một buổi xem video thật là hữu ích. Nếu thấy video này hay, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè và người thân cùng biết đến cái video này. Mến chào các bạn.